nước ở suối á, lạnh muốn thúc thịt luôn ha. Vậy bọn sao? Lâu lâu tắm vậy thú vị đúng không? Hai đứa mày làm gì ngoài này vậy? Ngồi đâu trên nhau? Lãng mạn quá ha. Nước tắm về, tắm về, nước tắm về. Không nhận, giữa rừng cũng có suối nước nóng nữa. Nóng lạnh nó thường như vậy, dễ bị đột quỵ lắm á. Tắm lẹ.